có lẽ tất cả những đứa trẻ đều ban cho bố mình một cái đặc ân học làm cha. Nhưng làm cha là làm gì? Tôi có lẽ cũng giống như bao nhiêu ông bố dọ dẫm trên con đường làm cha của mình. Chỉ có một chi tiết khác hơn, đó là tôi túc tắc viết lại những cái trăn trở, những cái nỗi lo lắng, những cái hoài nghi vào trong một quyển sách nhỏ mang tên Quà Của Bố. Tại chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời này, quý vị sẽ được nghe kể lại một số chi tiết ở phía sau trang sách và có thể chưa từng được công bố. Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những lời tâm tình của một ông bố, của một tác giả, đó là thầy Trần Đình Dũng, thạc sĩ xã hội học. Thầy đã có hơn 15 năm kinh nghiệm về giảng dạy trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, hoạch định và quản lý chiến lược chất lượng. Nhưng mà ngày hôm nay, tại Khoảnh Khắc Cuộc Đời, chúng ta sẽ không nói quá nhiều về công việc mà sẽ được lắng nghe những tâm tư, tình cảm ở vị trí của một người bố trong gia đình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với câu chuyện của thầy Trần Đình Dũng thông qua người kết nối, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh tại Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Quốc tế City. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời mình. Và hôm nay, một khoảnh khắc rất đặc biệt. Những thanh âm này đã rộn rã khắp phố phường và chúng ta đang chuẩn bị chào đón một mùa Noel ấm cúng và an lành. Nhân dịp này, xin thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi đến quý vị khán giả đã yêu thương Khoảnh Khắc Cuộc Đời một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và một năm mới hạnh phúc và thành công. Và ngày hôm nay cũng có một khoảnh khắc rất đặc biệt trong ngày lễ Giáng sinh. Chúng ta cùng chào đón nhà giáo Trần Đình Dũng. Xin chào anh Vinh. Bình thường á, trong đêm Noel á, thì anh hay làm gì? Tôi nhớ và có thoáng một chút buồn bởi vì nó có nhiều ký ức buồn trong những cái mùa Noel trước, cho đến một cái khoảnh khắc mà tôi thăm con và tôi được ôm con tôi vào lòng. Cái mùa Giáng sinh năm 2013 đổi tôi thành một cái người mới hơn một tí. Tôi bớt nỗi buồn không tên, tôi có niềm vui có tên. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô cuộc hành trình tìm khoảnh khắc. Người ta đã quá quen thuộc gọi anh là nhà giáo Trần Đình Dũng. Nhưng ở khoảnh khắc này, nếu không gọi anh là nhà giáo mà muốn gọi anh bằng một cái danh xưng khác thì anh nghĩ là danh xưng gì ạ? Tôi không dám gọi đó là một danh xưng bởi vì nó quá đỗi bình thường ở trong trái tim của tất cả chúng ta. Chỉ là một ông bố bình thường, yêu con mình, nhớ con mình, mong được ở bên cạnh con mình. Trước mặt tôi, các học sinh hay sinh viên đã chiều mến và trân quý gọi anh là nhà giáo Trần Đình Dũng. Anh nói gì về bất ngoặt để anh làm một ông giáo? Nó đến rất là ngẫu nhiên. Tôi cũng không biết là tôi thuộc về nghề giáo. Cho đến một hôm tôi được thầy Quý Thiện Nhân, lúc đó thầy làm trưởng khoa quản lý công nghiệp của trường đại học Bách Khoa. Tôi rất là ngưỡng mộ thầy, tôi quý thầy. Vậy thầy nói với tôi là Dũng ơi, Dũng về dạy một bộ môn trong khoa của anh đi. Vì tôi quý thầy cho nên là nói dạ anh nói thì em nghe. Tôi cũng chuẩn bị hết những tài liệu rồi chuẩn bị bài giảng. Nhưng mọi người sẽ thắc mắc anh làm công việc gì lúc đó mà tự nhiên được anh Nguyễn Thiện Nhân mời đi dạy. Dạ, tôi làm truyền thông, tôi làm công ty quảng cáo và lúc đó là một trong ba công ty quảng cáo chắc là lớn nhất Việt Nam. May sao là anh ấy biết trong lúc tôi đi thuyết trình và anh muốn thả một cái luồng gió mới, nó hiện đại, nó mới mẻ vô trong cái phong cách giảng dạy với sinh viên. Đấy là năm 1996, khi ấy tôi 28 tuổi. Cách đây đã gần 25 năm. Dạ vâng. Tôi đi vào cổng trường Đại học Bách Khoa là tôi đi bằng đường Lý Thường Kiệt. Nhưng sau khi tôi dạy xong, tôi không dám đi ra con đường đấy mà tôi phải đi con đường nhỏ để ra đường Tô Hiến Thành. Tôi đứng sau một cái gốc cây và tôi khóc. Và sau cái khoảnh khắc đó tôi biết rằng tôi sẽ là thầy giáo. Là một đạo diễn, tôi rất muốn đặc tả vào chi tiết đó và dừng lại vài giây ở trong khoảnh khắc nhọt nước mắt rớt xuống. Nó lạ lắm anh, tôi cố gắng tôi diễn tả nó bằng lời nhưng mà nó không trọn vẹn như lúc tôi đã từng có. Nhưng đó là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Và nó rẽ tôi đi vào một con đường khác, một con đường mới hoàn toàn. Tôi biết rằng tôi yêu bục giảng, tôi yêu học trò, tôi yêu cái công việc tôi làm. Tôi gọi đấy là cái đam mê của mình. Có những lúc kiệt sức, có những lúc 5-6 giờ chiều mình không còn sức để đứng lớp. Nhưng cái đam mê đó nó lại không được gọi tên từ trước đó, không có trong ký ức của tuổi thơ. Dạ không, không có. Dạ, tôi không có ai làm nghề giáo. Tôi tận tụy và tôi cống hiến cả một cái khoảng thời gian. Thật ra có mệt mỏi, có những lúc cảm xúc của mình nó đi xuống. Nhưng khi tôi đứng lên trên bục, tôi nhìn những ánh mắt của sinh viên, tôi nhìn khuôn mặt của học trò tôi không biết sức lực ở đâu đó về. Và mình có cảm giác như là
mình cần phải làm tốt hơn cho các em ấy. Tôi nghĩ rằng nghề giáo đòi hỏi học thuật, đòi hỏi rất là nhiều tri thức, và tôi chạy về con đường đấy. Nhưng mà sau đấy tôi thấy rằng là đến lúc Internet nó phát triển nhiều hơn, sinh viên thông minh hơn, giỏi hơn và có nhiều công cụ để tiếp cận với kiến thức, với học thuật. Đấy là một cách tiếp cận đúng nhưng không đủ. Tôi chuyển qua một tí, đấy là kỹ năng. Tôi đi cái con đường kiến thức, tôi đi qua con đường kỹ năng, tôi thấy nó vẫn lờ mờ thiếu một cái gì đấy. Tôi nghiệm ra một điều rằng là các bạn ấy cần được nuôi dưỡng đam mê. Thật sự ra nếu anh không có những cái nền tảng mà anh vừa phân tích, anh sẽ không có cái kỹ năng như anh muốn. Nếu nói nguyên liệu để bắt đầu, tôi thích được nói, tôi thích được bày tỏ, tôi thích được diễn tả một vấn đề ở nhiều cái lăng kính, nhiều góc độ khác nhau. Tôi thích được hướng dẫn, dẫn dắt để phát triển một con người, thay đổi một cuộc đời. Chính xác, những người làm truyền thông thường có cái độ nhạy này. Tại vì truyền thông phản ánh trong lăng kính để truyền về qua nghệ thuật, nên cảm xúc, cái tầm nhìn họ thường đi trước một bước. Anh có đồng ý tôi điều đó không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi vì tôi ở trong cái môi trường truyền thông, môi trường quảng cáo, cho nên là may mắn là được đọc và được xem những thứ mà nó chưa xuất hiện trên thị trường. Mình thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi để người ta yêu thích và người ta mua sản phẩm. Nhưng mà bây giờ thay cái sản phẩm hữu hình bằng một cái sản phẩm vô hình, đó là sản phẩm giáo dục, đó là trái tim, đó là phần hồn, đó là đam mê, thì thật ra nhưng nó giống nhau một cái chỗ. Những người làm truyền thông thường là những người định hướng, khơi gợi để định hướng, khơi gợi để tăng động lực, để cho một em sinh viên nó ngỡ ngàng từ cái thời mà nó vừa hết thời phổ thông vào cái môi trường đại học, tìm được chính nó tìm được động lực, nó tìm được mục tiêu, và tất cả những người xung quanh, thầy cô giáo hoặc là môi trường học, để làm một cái môi trường để giúp các em đi trên con đường của mình, đi trên đôi chân của mình và điểm đến của các em. Những cái quan trọng lớn nhất của những người làm cái công việc dạy học, tôi muốn các em thành nhân, và tôi chỉ mong các em để trở thành những người tử tế, những người tự tin, những người tự lập, những người có ích cho chính các em, cho gia đình các em, cho cộng đồng nhỏ nhỏ. Trong cái thời đại ngày hôm nay, mọi thứ thay đổi rất là nhanh. Người ta gọi là thời kỳ của số và 4 chấm, sắp tới có thể là có 5 chấm và có những chấm tiếp theo. Thì anh có những định hướng gì cho sinh viên ở trong cái thời đại ngày hôm nay? 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm nó chỉ là phương tiện, nó chỉ là công cụ để nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn, gọn gàng hơn. Nhưng mà cái cốt lõi của một con người không thay đổi: sự trung thực, sự chính trực, sự tử tế, lòng yêu thương, tính vị tha, quan tâm, chăm sóc. Nó không có 4 chấm, 5 chấm, nó là nó. Cho nên người cha, người mẹ, người thầy, người cô là người khơi gợi và nuôi dưỡng điều đấy ở bên trong các em. Đã tử tế thì là tử tế, đã yêu thương thì là yêu thương. Yêu thương không có phiên bản 1, 2, 3. Tôi không muốn ngắt cái khoảng khắc này đâu, nhưng mà nói về yêu thương, và một trong những sản phẩm có thể gọi là một tác phẩm của anh mà tôi đã đọc khi được anh tặng, tôi đã cảm nhận tất cả tình yêu thương. Tôi muốn nhắc đến khoảng khắc thứ hai. Khoảng khắc này tôi muốn nói tình yêu thương. Trong khoảng khắc thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quà của bố. Xin anh hãy lật mở từng trang để cho khán giả cảm nhận cái hơi ấm từ quyển sách này. Quà của bố, chữ bố nó có âm hưởng vùng miền. Nó có thể ở một nơi nào đấy gọi là bố, một nơi nào đấy gọi là ba, một nơi nào ấy gọi là tía. Trong cái ngữ cảnh này, một cái tên chung, quà của một người cha, nó sẽ trọn vẹn tất cả chúng ta, anh, tôi và khán thính giả đang xem chương trình này. Chúng ta là một người bố, chúng ta là một người cha, chắc chắn chúng ta yêu thương con mình đôi khi hơn cả yêu thương chính mình. Nhưng tôi không dám chắc chúng ta biết cách yêu thương con, tại vì yêu thương nó là một cái giá trị ở trong trái tim, nhưng cách chúng ta bày tỏ lòng yêu thương nó lại là hành vi, nó đòi hỏi một sự tỉnh táo. Anh Trịnh Đình Dũng, ngoài việc làm nhà giáo rồi trước làm truyền thông đi nói chuyện, anh có chất liệu của một người làm điện ảnh. Bởi sao tôi nói thế? Khi đọc những trang sách của anh, hình ảnh những cái thước phim ấy, nó hiện về rất là nhiều. Từ ký ức của đứa con gái còn nhỏ, anh cắt móng tay, anh chăm sóc, anh chở đi trong trời mưa, rồi những tin nhắn đều là những thước phim. Chúng ta sẽ gặp đôi khi giật mình, ủa mình cũng có ở trong đó cơ mà. Nhưng có một thực trạng là như vậy, đôi khi có những người cũng chối bỏ điều đó. Tôi không dám dùng từ chối bỏ, mà tôi chỉ có thể nói rằng là những ông bố quá vội và quá nhanh trong bước đường mưu sinh. Những ông bố có thể là một chiến binh ở bên ngoài, hy vọng lo được cho con. Ở sâu trong một ông bố là một đứa trẻ cô đơn, là một nỗi sợ, sợ con mình không được, sợ con mình mất, sợ con mình thua, quá nhiều nỗi sợ. Con của mình là cái người duy nhất trên cuộc đời này tặng mình cả cái tuổi thơ của con, và hãy tận hưởng nó. Nói về thời gian, ở trong cái mục mà anh viết 45.000 phút, tôi đọc đến đó tôi nghĩ là đúng là chỉ có tình yêu thương với vượt qua muôn trùng, từng giây, từng phút, từng hơi thở anh đã gửi vào đó. Ở đâu đó tôi đọc những khán giả họ phản hồi được rằng họ cảm thấy hạnh phúc, và tại sao làm bố lại có thể vĩ đại đến như thế, dễ thương đến như thế, tại sao chúng ta không trân quý những giây phút như thế. Có những giây phút tôi đọc
tôi cảm thấy là cuộc đời tự là nếu mà chúng ta mỉm cười với nó thì nó cũng mỉm cười với chúng ta chứ nhỉ. Mình cứ gieo, nếu hên chúng ta sẽ gặt, còn nếu không thì ít nhất chúng ta đã gieo được một cái mầm tốt. Cái mầm đó nó sẽ lớn lên, nó sẽ xanh tươi, và nghĩ lại coi cái mầm đó chính là con mình, chính là tình yêu của mình. Cái điều đó rất tuyệt vời lắm anh. Tôi rất thích cái mệnh đề gieo và gặt nè. Thật sự mà nói trong ngày hôm nay có nhiều vấn đề xảy ra, không có gieo thì làm gì mà gặt. Có thể chúng ta không gieo chúng ta vẫn gặt, nhưng nên gieo, chắc chắn phải gieo thì cái kết quả mà chúng ta gặt được á sẽ làm chúng ta trân quý hơn. Thế thưa quý vị, có ít phút thì rất khó nói hết cái hành trình của ông bố gửi gắm, nhưng tôi tin rằng qua những cái điểm xíu nhỏ thì quý vị thấy tấm lòng của ông bố, những người cha dành cho con của mình thật là vĩ đại. Còn quý vị muốn biết rõ hơn hành trình đó thì có thể chúng ta hãy chọn quà của bố để đọc. Nhưng có chi tiết này chắc anh cũng chưa chia sẻ nhiều. Đó có người hỏi vì sao tôi trở thành ông bố dễ thương như thế. Câu trả lời thật đơn giản, vì tuổi thơ của tôi quá nhọc nhằn và luôn thèm khát tình yêu thương của bố. Nhưng thôi, chuyện đấy đã qua lâu lắm rồi. Tôi xin phép được gợi lại một chút hình ảnh của bố anh không ạ? Đúng nhưng mà sai. Nó đúng với cái thời điểm tôi viết những dòng chữ ấy, nhưng nó sai với thời điểm bây giờ. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ con vùng vẫy trong cái sự tức tối của mình. Có một tí xíu tôi không có trọn vẹn, và tôi mang cái sự hằn học đấy, tôi giữ nó lại. Nhưng mà tôi không muốn mang điều tiêu cực đấy cho con tôi, cho nên tôi dành cho con tôi những điều tốt nhất mà tôi mơ ước. Để rồi tôi biết mình sai. Không ai dạy ông bố cách làm bố. Bố tôi có những cái sai lầm, có những cái thiếu sót của một ông bố có con lần đầu. Nhưng tôi không biết chuyện đấy, và tôi gặm nhắm cái sự bực tức ở trong tôi rất là vô lý. Chuyện đó đã qua. Tôi đã có một buổi chiều ngồi bên cạnh bố tôi, và tôi đã làm được một điều một ông cụ ngoài 80 đãng trí và lãng tai. Ông cụ quay qua hỏi tôi, hả? Tôi nâng volume lên. Bố, con nói cỡ này bố nghe được không? Bố tôi, ừ. Tôi hít một hơi, tôi không biết là tôi có vượt qua được hay không. Chỉ nên tôi nói với bố tôi điều là, con xin lỗi bố. Bố tôi nói, ừ, có gì đâu, tôi nhẹ lòng, tôi biết mình sai và tôi biết bố mình vĩ đại. Xin lỗi đã chạm vào một ký ức, tại vì trong cuộc đời đôi khi có những sai lầm, đôi khi chúng ta có những vết thẹo. Nhưng nhìn mà xem, mỗi lần chúng ta nhìn về vết thẹo đó, chúng ta không phải nhớ về nỗi đau. Anh đã dồn tất cả những tâm sức để viết về quyển sách đó, cũng là nỗi lòng của anh. Tôi cũng vậy, tôi cũng có người bố. Thật nếu mà chúng ta nhìn về sai lầm để chúng ta làm những điều tốt hơn là đương nhiên. Có những người mà có những cái cách tầm nhìn mà chúng ta có hay gọi là định hướng, và tôi nghĩ anh đã làm hơn cả những cái điều mơ ước của bố mình. Chúng ta sẽ qua một cái phần khác này, nhưng tôi đó là lần đầu tiên tôi muốn anh nói, anh có thể im lặng. Quà của bố mà trang đầu tiên viết cho người đầu tiên thì lại viết về bồ nhí, nhưng cuối cùng bồ nhí chính là cô con gái thân thương của anh. Đọc xong với thêm bồ nhí dễ thương vô cùng. Chúng ta phải biết bồ nhí trong mặt kép nhé. Tôi muốn nói về vợ của anh. Mẹ các cháu, vợ tôi, người phụ nữ hiền lành nhân hậu, luôn kín đáo nhẹ nhàng đứng phía sau tôi. Đấy là một người phụ nữ như tôi nói, như tôi viết ra, hiền lành, luôn luôn ở phía sau tôi. Bạn ấy làm được rất nhiều điều bình thường, nhưng khi mà liên kết sâu chuỗi những điều bình thường lại, đấy là một điều vĩ đại. Đón nhận và chấp nhận con người thật của tôi. Lại là một người tuyệt vời. Gần đây tôi được làm với anh Trần Đình Dũng là những công tác thiện nguyện. Gần nhất là một chương trình gắn nhau trong đời để hỗ trợ, giúp đỡ, gánh vác một phần nho nhỏ cho những người mình chung thân yêu gặp những khó khăn. Anh nói gì về chữ gắn nè? Gắn là một chữ của chương trình gắn nhau trong đời. Như mỗi chúng ta đều gắn, hoặc là chúng ta chọn lựa gắn cho bản thân mình, chúng ta gắn cho gia đình mình, cho những người mình thương, hoặc là chúng ta cùng gắn với những cảnh đời. Có một từ mà tôi cũng rất là yêu mến, đó tên là cho đi. Nếu chúng ta chỉ biết thu về, nếu chúng ta chỉ biết thu vén, nếu chúng ta chỉ biết cho mình, thật ra cũng được, nhưng mà nó không đủ và chắc chắn nó không đầy. Gánh là cái làm cho cuộc đời của mỗi một cá nhân vừa đủ, nó vừa đầy. Và bây giờ khoảnh khắc này sẽ đổ vào đầy hơn khi có một cộng sự sẽ nói tiếp về khoảnh khắc tiếp theo. Mai Duy Long, anh nói gì về người mà tôi vừa giới thiệu? Em ấy là một người bạn, một người em, một người học trò của tôi. Em ấy đã được thay đổi rất là nhiều. Em ấy hoàn thiện cái thiên chức làm cha cho hai cô con gái, sống trọn vẹn hơn trong cái gia đình nhỏ của em ấy. Em ấy trả lời với tôi rằng là thành công có thể đến, nhưng hạnh phúc là cái mình phải đi tìm. Tôi rất muốn tìm cái mệnh đề hạnh phúc phải đi tìm đó từ Mai Duy Long. Khoảnh khắc cuộc đời vui mừng chào đón anh Mai Duy Long.
anh có một gia đình nhỏ và hai thiên thần, hình như anh cũng là độc giả của quà của bố. Dạ, em thì gọi là độc giả trung thành. Cuốn sách quà của bố là một cái cuốn sách là cơ duyên để cho em có cơ hội được biết thầy. Lại là một khoảnh khắc hay. Em không thích đọc sách cho tới một ngày vợ em nhét vào tay em cái cuốn sách quà của bố. Hãy nói một chút về cảm nhận quà của bố ạ. Cái câu chuyện đầu tiên em nhớ là có cái chữ bồ nhí. Tự nhiên cái thấy hơi kỳ kỳ, nói sao vợ mình đưa mình cái cuốn bồ nhí gì đây. Nhưng mà thật sự đó là em vỡ òa từng cái câu chuyện tiếp theo đó. Rất là ngạc nhiên là tại sao có những cái ông bố có thể gần gũi với con mình, chăm chút từng ly từng tí, chạm tới điều của mình mong muốn. Rồi tới một ngày em với vợ em đi ăn, em vô cái quán bún bò Huế đó, thế tự nhiên cái đầu em thấy thầy. Lúc đó vợ em ghé tay em nói anh ngưỡng mộ thì anh chào tác giả đi, xong rồi em ra. Thì em chỉ có giới thiệu là em đã đọc cái cuốn sách quà của bố. Xong rồi thầy bắt tay em, thầy ôm em thấy sao lại có một cái người xa lạ mà có thể là dễ gần tới mức độ như vậy. Và mình cũng có thể làm được những điều đó, ít hay nhiều hay thôi. Dạ, bắt đầu từ đó là bắt đầu tò mò làm điều đó như thế nào ạ. Đó là những thông điệp của một người viết sách chân chính muốn gửi gắm vào đọc. Đó là truyền những gì mình muốn ít nhiều đến với độc giả. Và chúng ta nhắc rất nhiều mệnh đề từ đầu đến giờ, nhưng Vinh xin rút lại hai từ ông giáo và ông bố. Ở trong con người của Trịnh Đình Dũng, Trịnh Đình Dũng muốn liên kết hai từ này thế nào? Vẫn là ông bố. Bởi vì ông bố là một ông giáo với con mình. Ông bố là một người dẫn dắt, một người truyền cảm hứng, một người ở phía sau đi bên cạnh làm bạn với con. Nó thiêng liêng và nó đẹp lắm. Và trong đêm Giáng sinh này, anh hãy dành một món quà cho những người con. Các bạn trẻ, ông bố là một người cô đơn. Ông bố là một người biết nhiều nhưng không được phép nói nhiều, không được phép nói hết, vụng về trong cách chơi với con. Ông bố không được hướng dẫn để làm bố. Ông bố cần được các con yêu thương ngược trở lại và làm bạn với bố. Hãy chơi với bố mình, hãy chạm vào bố mình, hãy cầm bàn tay bố mình, hãy nhìn vào mắt bố mình. Bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì nhiều, bạn không cần phải mang tiền về, bạn không cần phải làm những điều vĩ đại. Những điều rất rất đổi bình thường, hãy làm một gì đấy cho bố trước khi quá muộn, trước khi mình hối tiếc để mình nói ước gì phải chi là. Chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ, tối hôm nay, ngay sau chương trình này. Đó là món quà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và tôi xin tạm kết bằng hai chữ yêu thương. Trịnh Đình Dũng đã viết: bố yêu các con nhiều như hơi thở, như những lần bố chớp mắt trong đời. Đó là tất cả những gì gửi gắm trong hai chữ yêu thương. Cảm ơn quý vị đã đón nhận khoảnh khắc cuộc đời. Và chúc quý vị có một buổi tối an lành, hạnh phúc bên gia đình của mình, bên những người thân yêu của mình. Và một lần nữa cảm ơn nhà giáo Trịnh Đình Dũng và anh Mai Duy Long đã đến với khoảnh khắc cuộc đời. Cảm ơn hai anh. Cảm ơn anh Vinh. Thưa quý vị, Việt Trang lắng nghe câu chuyện của thầy Dũng và cảm thấy rất là xúc động. Đây là một nhà giáo tận tâm và một người bố tuyệt vời. Bên cạnh đó, thầy Dũng còn cho Việt Trang cảm nhận được rằng, giống như là thầy đã nói, không ai dạy cho một người bố cách làm bố cả. Nhưng mà những người bố ở đây như là thầy Dũng, anh Vinh và anh Long đã rất là tuyệt vời trong cách làm bạn với con mình. Và ngay bây giờ sẽ là một món quà đến từ chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Cảm ơn thầy Dũng và anh Long rất nhiều vì ngày hôm nay đã đến tham dự với chương trình. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào 22:45 mỗi ngày trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Quốc tế City. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.